hôm nay tao đang nhiều việc. Đừng có mang kiếm chuyện với tao. Này cô kia, thùng rác có, sao không vứt, mày lại vứt ra ngoài thế kia? Mày là ai? Mà tao có vứt rác ở đâu ấy, liên quan gì đến mày? Tôi là ai, nhưng giữ gìn vệ sinh chung là ý thức của tất cả mọi người. Này, nếu cô là con người ấy, thì tôi nghĩ cô cũng nên có ý thức một tí đi. Ý mày đang bảo tao không có ý thức á? Tao nói cho mày biết đi. Hôm nay tao đang nhiều việc. Đừng có mang kiếm chuyện với tao. Muốn đi đâu thì đi. Nhặt rác bỏ vào thùng rác đã. Mày ăn ba thùng thịt gấu đấy à? Mà mày định ra lệnh cho tao. Mày thích kiếm chuyện với tao đúng không? Đấy. Bây giờ tao kiếm chuyện đây. Được chưa? Xe cho em nhá. Bạn em ấy ai cũng có xe đi, mỗi em chưa có rồi. Anh cũng hơi bận, để khi khác nha. Thế mà anh bảo là ấy, anh yêu em hơn cả vợ anh nữa. Trong khi đấy ấy, anh mua xe cho vợ anh từ lâu rồi mà anh chả dám mua xe cho em gì cả. Kìa, kìa. Nếu thế này á, em cũng chả dám yêu anh nữa đâu. Không anh, vợ anh có phát triển thì em chỉ có lúc chết thôi. Kìa em đùa ấy mà. Anh thích thì anh mua cho em là cái gì? Thật nhá. Ừ. Thế thì á, phải đi luôn cho nóng ấy ạ. Không, nguội mất. Ừ thì đi. Chào chị ạ. Chị ơi, em có thể giúp chị được cho chị ạ? Tôi đến đây để mua ô tô. Chị đã chọn được xe nào rồi? Ở nhà chưa? Hay đến đây mình xem? Đến đây mình mới xem. Cứ để tôi chọn một lúc đi. Thế thì cô chị không cần giới thiệu ạ. Thế chị cứ đi xe qua nhé. Cái toàn bộ showroom đây của em rất là nhiều loại xe. Đi xem qua, xong rồi cần gì thì gọi em hỗ trợ nhé. Cảm ơn cậu. Vâng ạ. Cô kia kìa, đang xem xe kìa mà có ưng thế nào ấy. Thì em nhớ bảo cho là hết xe rồi. Vợ anh mà, ở nhà có mấy con rồi nhưng mà đi đâu cũng thích mua xe. Nhá, ok, cảm ơn nhá. Cảm ơn. Cảm ơn. Lại còn bé
người đặt xem xe thôi đấy. Mà tôi cứ bảo này, cô có làm lai lên cả đời đấy, mua đổi công chứ họ đấy, tôi mua được hay không? Cũng mẹ ăn nói cơ đấy. Này, làm gì? Người ta kia làm việc đi, đứng đây vướng chặt ngứa cả mắt. Ai bảo với cô là tôi làm việc ở đây? Cô không biết thì đừng có mà nói linh tinh. Con chọn được con nào ưng ý chưa? Cô... Anh quen cô ta à? Anh có quen. Cũng là người yêu cũ của anh cũng được 3 năm rồi. Mà Linh, cô làm đây à? Tôi đến đây để mua xe. Cái gì cơ? Mua xe à? Kinh khủng anh à? Kinh khủng. Cô mua xe á? 3 năm trước đây cô bán rau cơ mà. Cô không đủ tiền mua xe đúng không? À, mua cái xe mua nhỏ nhỏ kia đúng không? Quá rồi. Này, có vẻ hai cô cậu ngạc nhiên quá nhở? Thì cuộc đời mà cũng phải có lúc này, lúc kia chứ. À, em ơi. Dạ. Cho chị lấy con này. Chắc là chị quyết định mua nó luôn đấy. Chị lấy con này ạ? Ừ. Dạ vâng ạ. Anh, em thích cái xinh này. Em ơi. Dạ. Em đến xe này đi. À, dạ xin lỗi anh, chị đây chị phải đến trước nên là chị chọn trước nên là em ưu tiên trước ạ. Em ơi, đừng đi với em gì. Mỗi ngày bán mớ rau 3.000, sao đủ tiền mua xe này đúng không? Em để lấy con này xe này đi. Anh trả gấp rưỡi. Chị quyết định lấy con đấy mà. Thẻ của chị đây. Thanh toán giúp chị nhé. À, dạ vâng ạ. Xin lỗi chị ạ. Chị ơi, thẻ của chị bị lỗi, không rút được ạ. Bị lỗi à? Vâng. Ừ. Dạo gần đây nó có hay bị lỗi như này hay sao ấy. Thế để chị gọi bạn chị mang tiền mặt ra luôn nhé. Anh kìa, người yêu cũ của anh không đủ tiền nó đang khó khăn kìa. Hay là bây giờ mình bỏ vài trăm bạc ra giúp đỡ cô ta tiền đóng kịch nhá. Ôi trời ơi, lúc nào không có tiền về đặt rồi. Alo, Đạt à? Ừ, à, em đến ngay cái chỗ showroom ô tô mà sáng nay chị bảo ấy. Đến mang tiền mặt cho chị nhá. Luôn bây giờ. Ừ, cảm ơn em. Ơi, khoảng bao lâu nữa thì anh qua? Anh ấy đến bây giờ ấy mà. Công ty chị cũng ngay gần đây thôi. Cậu Đạt. Em là Thị Linh à? Hai đứa. Hôm nay nghỉ cơ mà. Tại sao ở đây này? Em gặp sếp ạ. Mà hôm nay sếp đến đây có việc gì ạ? Anh mang tiền cho chị Linh. Chị Linh là chủ tịch công ty mình ấy. Cái gì ạ? Chủ tịch ạ? Sao lại là chủ tịch ạ? Làm gì có chuyện đó này? Chị Linh là chủ tịch công ty mình. Mà chị toàn ở nước ngoài thôi. Tuần trước chị vừa mới về Việt Nam. Chắc hai đứa chưa có cơ hội được gặp. À, dạ vâng ạ. Hóa ra đây là hai cô cậu ở công ty tôi à? Thế thì tôi yêu cầu cậu ngay từ ngày mai sa thải ngay cho tôi hai cô cậu này luôn. Sao lại sa thải? Tôi không thể chấp nhận trong công ty của tôi lại có hai người như thế này. Chị... Nhưng mà hai người này cũng làm được việc lắm đấy chị. Đúng. Việc có cần thiết phải thế không chị? Khi cậu chưa ở đây thì cậu không biết họ đã sỉ nhục tôi như thế nào đâu. Còn tôi nói cho hai cô cậu nghe này. Sống trên đời thì nên biết mình là ai. Các cô các cậu mang cái tính cách khinh người như thế này đi ra ngoài xã hội thì sẽ không làm được cái việc gì đâu. Còn cậu Đạt, cậu xử lý nốt cho tôi vụ xe cộ nhá. Bây giờ tôi sẽ về công ty và xem là công ty của tôi còn có những hạng người như thế này không? Để tôi cho sa thải nốt luôn đi. Thế nhá. Ok chị. Hai cô cậu nhá. Từ ngày mai nghỉ việc cho tôi. Anh ơi, nghỉ nào ạ? Tôi
trả lại cô ấy. Lúc nào xe. Còn ăn cái gì nữa? Thank you.